Chiều nay ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tình hình cung ứng điện, công tác đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn và hướng tháo gỡ khó khăn trong xây dựng đường dây 500 kV Nam Định phố nối. Đường dây 500 kV Nam Định 1 phố nối địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 11 km với 34 vị trí móng cột, trong đó thị xã Mỹ Hào có chiều dài hơn 7 km với 21 móng, huyện Văn Lâm hơn 4 km với 13 móng cột. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai xây dựng 4 dự án thuộc tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch phố nối với mục tiêu hoàn thành tháng 6 năm 2024, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một số vướng mắc cần tháo gỡ 3 vị trí đặt móng cột tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào là đất dâm canh giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương và xã Lương Tài, huyện Văn Lâm phải di chuyển mồ mả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn khẳng định sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hải Dương để tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng trong thời gian sớm nhất để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Các nội dung mà các đồng chí có ý kiến hôm nay thì chúng tôi đồng nhất trí và giải quyết nhanh nhất. Thì cái tái định cư đấy thì với tôi đã cho quan điểm rồi. Giao đồng chí Đức, đồng chí Hiến, hai đồng chí chủ tịch huyện Văn Lâm, huyện Mỹ Hào thực hiện cái nhiệm vụ này và trong thời hạn nhanh nhất, nếu anh có thể thì đưa vào tái định cư ở các vị trí, các khu đất có sẵn. Giải quyết chưa hết là xây tất cả các chân cột là đầu tiên. Là cái đó thì trong quý 1 thì phải đủ hết, giải phóng bằng nhanh nhất để cho cái dự án điện lực thực hiện một cách tốt nhất.